to na ha ni ya na ya ye sắp bề ta sẵn tí đàn đắc xá sắp bề bà dàn tí mắt chú nô áp tà năng ú phá măng ca tòa na ha ni ya na ya ta ye sắp bề ta sẵn tí đàn đắc xá sắp bề bà dàn tí mắt chú nô áp ta năng ú phá măng ca to na ha ni ya na ga ta về mọi người sợ hình phạt mọi người sợ tử vong lấy mình làm ví dụ không giết không bảo giết bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ai ai cũng sợ gung đau ai ai cũng sợ máu đào thay phơi bụng ta suy hiểu bụng người chớ nên giết hại suối lời giết nhau bạn phổ thơ của hòa thượng giới đức và nghe pháp đã ôn bài xong mến mời bàn tay của Sip Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá, con kính đảnh lễ thiền tọa Minh Hạnh cô tu nữ Tị Duyên cùng kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh pháp cú số 129 ạ. Sabbe ta santi đăng đa sa sabbe ba yang ti mặc chu no ta năng u ba măng cát toa na ha nay ya na kha ta we sabbe ta sang ti đăng đa sa sabbe ba yang ti mặc chu no at ta năng u ba măng cát toa na ha nay ya na kha ta we. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Sabbe ta sang ti đăng đa sa sabbe ba yang ti mặc chu no at ta năng u ba măng cát toa na ha nay ya na kha ta dịch quê. Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ máu đào thay phơi, bụng ta suy hiểu bụng người chớ nên giết hại suối lời giết nhau. Đó là phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thu lành thay xin chỉnh đạo. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đại lễ Đại Đức Huy Niệm, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 129 và kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên cùng chiếc nhiệt huyền chiếc tràng đông cho biết nghe rõ. Sabbe satanti sabbe ta santi dandasa sabbe phayanti mak chuno at ta năng u pa mang khat toa na ha na ya na ka ta ye sabbe ta santi dandasa sabbe phayanti mak chuno at ta năng u pa mang khat toa na ha ye ya na ka ta ye sabbe ta santi dandasa sabbe phayanti ma chuno attanang upamang khatva
Na ha nay ya na kha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ máu đào thây phơi. Bụng toa suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại, suối lời giết nhau. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Là một Phật Thái Giá, còn xin được chúng mình. À, mến mời xích Hải Minh. Patana xong rồi xích truyền người. Giờ mới thấy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Huy Niệm, kính lễ Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thanh Mái Gia Thi. Mình kính chào quý anh chị, anh chị ông cô Tuệ Duyên. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn chị Hoa Nguyệt, chị Thành Đông. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 129. Sắp tê ta sanh tí đàn đá ta sắp bê phà dành tí mấy chữ nô. Á tà nặng ú ba mừng các toàn. Na ha na sa ta ye sa te ta san ti dan da sa sa te sa yan ti ma chu no a ta na ngu pa nang ta toa na ha ne ya na ka ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sa pe sa san ti dan da sa sa pe sa yan ti ma chu no a ta na ngu ba mang ka toa na ha ne ya na kha ta ye sa pe sa san ti dan da sa sa pe sa yan ti ma chu no a ta na ngu ba mang ka toa na ha ne ya na kha ta ye. Ai ai cũng sợ gươm đao ai ai cũng sợ máu đào thay phơi, bụng ta suy hiểu bụng người, chế nên giết hại, xứ lời giết nhau. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Thức. À, dạ, ấy mình đã trả bài xong, kính dân biết người đầu tràng này. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bụt Thà Giá, dạ, dạ. À, cảm ơn xích Trần Đồng, Bình Quách Thà Ná, xích Hoàng Nguyệt. Dạ, cảm ơn cô em mình. Dạ, à, Sú Khá có nghe được âm thanh Nhật Bình không Sú Khá? Chú Khá nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Phố Biển ơi, hôm nay có cầm mic được không? Dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên, cảm ơn cô Em Minh. Dạ, hôm nay Phố Biển có cầm mic được không? Phố Biển lên đọc bài đi. Dạ, nếu cầm mic được. Không hả? Rồi không thì ngồi im đó. Chú Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Chú Khá có cầm mic được không? Dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên rất là nhiều. Chú Khá cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ngang để hồi là khóa sổ đó nha. Vậy là chú Khá chưa có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô có hôm nay cô có cầm mic được không cô? Nếu được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, vậy là cô cầm mic được phải không? Dạ, kính mời cô. Nam
Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ con kính lễ lễ thưa Phật Minh Hạnh, con kính là lễ đại đức huy niệm của chư tôn đức tăng và những đức nam mà con không được biết. Dạ xin kính chào quý cô tôi nữ, kính chào toàn thể quý vị. Dạ cô Nhật Quỳnh cho xin bài đi cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn chú Phát Thành Á. Dạ sau đây con xin phép được dạ bài pháp cú kinh 129 ạ. Sabbe dasa te dandansa sabbe phajante manchuno atalamo babangkapa lahanaya nagataje sabbe dasa te dandansa sabbe phajante manchuno atalamo babangkapa lahanaya nagataje sabbe dasa te dandansa sabbe phajante manchuno atalamo babangkapa lahanaya nagataje. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ máu đào thây phơi. Bụng ta suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại suối đời giết nhau. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng dưới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Dạ, xin mời cô Nhật Quỳnh ha. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhục Bình kính chào đạo tràng. Con thành kính đảnh dạ số khá có cầm mic được thì cho Nhục Bình một tín hiệu Nhục Bình nhường mic nha. Dạ dạ trong khi chờ đợi tín hiệu của số khá và con xin ôn bài trước à. Rồi không đó luôn đi, ngồi đó học đi. Dạ con xin được ôn bài pháp luật kinh số 129. Sabbe tassanti danda sabbe phayanti macchuno attanang ubamang kattana nayana khataye. Dạ con tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Sabbe tassanti danda sabbe phayanti macchuno attanang ubamang kattana nayana khataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Dạ đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sabbe tassanti danda sabbe phayanti macchuno attanang ubamang kattana nahanaya nakhataye. Sabbe tassanti danda sabbe phayanti macchuno attanang ubamang kattana nahanaya nakhataye. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ mau đào thây phơi. Bụng ta suy hiểu bụng người, trở nên giết hại suối lời giết nhau. Dạ đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ sa thủ lành thai, kính cảm ơn cô tu nữ Tham Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Ái Minh Vinh Quách Thanh Á, Xích Trần Đạo, cô Nghe Pháp, Xích Trần Đông, Khả Hoan Hỷ lên kệ kinh. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có trước máy không? Trần Đạo có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Trần Đạo ơi. Alo, Trần Đạo có trước máy không?
Rồi mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư, và khi Trần Đạo đọc kinh xong thì cung thỉnh đại đức Huy Niệm lên giảng từ vựng nha Trần Đạo nha. Đừng giao mic cho Nhật Quỳnh. Dạ cảm ơn Trần Đạo rất là nhiều. Nam mô Bích Tha giá. Dạ kính mời Trần Đạo. Chào quý anh chị trong đạo tràng, con xin phép thỉnh pháp sư ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya chatha santi tha satappara chapkha chatika isetu thammang anukam bimang bacang satthamma bering vinayang cha kayang sutang cha pandang abitham macammang ako tayang to satu sak chadang dang Babo Thanayye Parisa Yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ con kính dâng mít cho đại đức Huy Niệm nha. Dạ con kính thỉnh đại đức ạ. Dạ con kính đảnh lễ đại đức thượng tọa tự quyền vừa mới vào đạo tràng. Kính đảnh lễ thượng tọa tự quyền đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học kệ ngôn pháp cú số 130. Cũng như thường lệ, đầu tiên sư sẽ đọc 3 lần. Sabbe ta sang anh đá xa Sabbe sang chi vi tăng bi dân Atta năng upa sang ka toa Na hạ này ya na ga ta gì. Lần thứ hai Sape tasang ti dan dasa Sape sang chi vi tang piyang Ata nang upa mang katoa Na ha nay ya na ga ta ye. Lần thứ ba Sape tasang ti dan dasa Sape sang chi vi tang piyang Ata nang upa mang katoa Na ha nay ya na ga ta ye. Chúng ta có đoạn đầu tiên Sabbe tassang ti dan dassa. Cái ngôn này hình như cũng giống như cái ngôn 129 nhưng chỉ khác chút. Sabbe tassang ti dan dassa. Tính từ sắp bán có nghĩa là tất cả. Ở đây được chia theo chuỗi các số nhiều nên là sắp đề. Mình có động từ tá sanh tí là sợ hãi, run sợ. Và thứ ba là danh từ đanh đá. Đanh đá có nghĩa là
hình phạt, hình phạt mà theo cái cách thức dùng roi gậy á. Sát bê tớ sân tí đành đá sát, ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ hình phạt. Tiếp theo là Sabbe sang chi vi tam piya. Sabbe sang được chia theo sở thuộc cách số nhiều, từ tính từ nam tánh là sabba của tất cả. Chi vi tăng có nghĩa là mạng sống. Tính từ pí giá có nghĩa là yêu mến. Sắp đê sang chi vi tăng pí dân, đối với tất cả mọi người thì mạng sống là đáng quý. Đối với tất cả mọi người, mạng sống là đáng quý. Atta nang upamangkatva. Upama có nghĩa là ví dụ. Atta nang thì chúng ta biết rồi. Atta nang có nghĩa là bản thân, thì chính mình. Atta năng upamangkatva, lấy bản thân làm ví dụ, lấy bản thân ví dụ. Rồi cuối cùng thì mình có nahani ya nagata gì. Từ haniya có nghĩa là nên giết hại, và gataye cũng là động từ ra lệnh giết hại. Nahaneya nagataye, không nên giết hại và cũng không nên ra lệnh giết hại và cũng không nên bảo người khác làm. Rồi như vậy thì Sita sang tí đan đa sa Sáp bê chi vi tăng pi yang Atta năng upa mang cát tòa Na ha ne ya na ga ta ye. Ai cũng sợ hình phạt, ai cũng thương mạng sống khi lấy bản thân mình làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên ra lệnh giết. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ở đây ngài dịch theo kệ ngôn như sau: mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Như vậy chúng ta đã xong phần tự vấn. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cung thỉnh thượng tọa giảng sư, đó là thượng tọa Tuệ Quyền, sẽ trình bày cho lớp học của chúng ta về phần viên sự và ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Huy Niệm.
Đã từ hoàng hỷ điện huyết để đức Phật tính để chúng con được học từ buổi học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn Vinh Quá Thanh Á, chúng mình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ thương tọa Tuệ Quyền vừa quan năm vào đạo tràng, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thương tọa Tuệ Quyền và từ bi hoan hỷ cho chúng con được học duyên sự và ý nghĩa để cầu pháp bảo bích tha giá nhục quỳnh kính tràng một buổi học pháp đã vui tiếng quá. Con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai. Giờ tôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn cô đang đông cùng đại chúng. Thành kính đến lên đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Uy Niệm cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm thăng chào đến quý con người cùng Đức Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thamang Namasa Misupatipano Phakkawato Savakasangho Sankhang Namani. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quay lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá và kính bạch quý thưa quý vị. Có thể nói rằng hôm nay chúng ta học cái câu cú số 130 cũng là duyên sự nó trùng với số 129. Đây là một cái câu pháp cú mà nói lên cái đời sống bình nhật của tất cả chúng ta thường thấy và gặp thấy. Thì như chúng ta đã biết, duyên sự này kêu là phe có một số các thầy tỳ kheo gọi là phe. Hồi xưa đó kêu là phe lục quần, tức là có một nhóm các vị này thôi làm nhiều cái điều mà khiếp lắm. Thì một hôm á, thì khi Đức Phật Ngài ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá đó, thì dạy cái câu kệ này liên quan đến các vị tỳ kheo. Phe lục quần á, thì có 17 vị tỳ kheo vừa sửa sổ chỗ ở của mình xong á, thì có nhóm lục quần, tức là 6 vị tỳ kheo tới mới bảo á, 6 vị này lớn hơn, thì mới bảo chúng bây giờ ta lớn hơn, cho về vậy ta cái chỗ này, những chỗ mà các ngươi dọn dẹp đã thuộc về ta. Thì 17 vị kia không có chịu vì cái chỗ mình đã sửa soạn trước, mà tại sao bây giờ mà lại như thế? Thì thế là xảy ra cái việc mà rồi các vị phe tỳ kheo lục quần mới đánh cái vị này, và đánh rất là nặng nề, vì đau cho nên mới la mới hét lên. Vì cái Phật Ngài nghe được, Ngài biết được cái chuyện đó, Ngài ban hành cái giới luật ở trong luật của tỳ kheo đó, mà bị tỳ kheo mà đã thương hay hoặc là đánh đập người khác đó, thì bị ấy phạm tương đối trị, tức là phạm tội. Và chính Ngài ban hành khi các vị này, và các vị này bán nhiều cái luật đó, cũng do cái phe luật sư này. Thì cái, và Đức Phật Ngài mới nói, Ngài mới nói lên hai cái câu kệ đó, và thế là Ngài ban hành cái câu kệ. Ngài nói này, các tỳ kheo từ nay đến đi, một tỳ kheo mà hành hung thì là phạm tội ân đối trị đó. Dạ. Nên này các thầy tỳ kheo, các người phải nhớ á, người ta run rẩy trước cái gậy gộc, cũng như người khác cũng vậy, mình sợ run rẩy trước những cái gậy gộc vũ khí, bởi vì mình muốn tham sống, mình muốn còn sống, thì người ta cũng như thế. Thì nhớ những điều gì trong tâm của mình không muốn thì người khác cũng như thế, cho nên không được đánh, và cũng không được được giết, hay là không giết mà không bảo người khác giết. Cũng như ở đây cái câu chuyện thứ hai này là câu chuyện tức là ưa sống còn, và trên đó, câu chuyện mà chúng ta học trước á, đó tức là 129, tức là
người mỗi người sợ tử vong. Thì lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết, mọi người sợ hình phạt, mọi người ưa sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Thường thường chúng ta nghe một câu kỵ sở bất dục bất thí ương nhân. Cái điều mà ta không muốn thì người khác cũng không muốn. Cái điều mà ta muốn thì người khác cũng muốn. Như vậy, ở đây có thể nói rằng ở trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, chúng ta luôn luôn cho rằng mình hay, cho rằng mình mạnh, cho rằng mình đầy đủ thế lực tiền của như thế này, mà chúng ta có những sở hành, có những cái điều mà làm một cách quá đáng ấy, thì kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là con người mình nó cũng không có đúng đắn, con người mình nó cũng không có tốt đẹp nữa. Cái điều nó, cái đó nó thành thật như vậy, bởi vì ở trong cuộc sống này ai cũng như thế. Những niềm đau, nỗi khổ, những cái niềm vui, nỗi buồn mà chúng ta không thể nào mà hiểu hết được, có thể nắm bắt được cái sự đau khổ của người khác đâu. Cái điều mình muốn, mình muốn được yên ổn, mình muốn được khỏe mạnh, mình sợ mình đau, khi nhéo một chút xíu thôi là chúng ta đã đau. Chúng ta tự giả tát một tay vào mặt chúng ta coi, thì chúng ta cảm thấy chúng ta đã đau. Thì ngược lại, một cái hành động với cái sân tâm mà chúng ta đánh đến người khác, nó đau đớn và đưa đến, ngay cả đưa đến trọng thương. Mà pháp luật ngày xưa cho tới hôm nay cũng vậy, đó là liên can tới án sự, liên can tới tòa án, hay liên can đến hình sự, đến pháp sự, không là một chuyện đơn giản. Trong cuộc sống này nó là như thế, mạnh được ít thua, rắn tìm ít nhái. Mà chúng sinh đau khổ gây đau đớn cho nhau, từng cái gây từng cái khổ này tới cái khổ kia, gây từng cái chuyện khắc khoải này đến cái chuyện khắc khoải nọ. Tất cả chúng sinh đều có cái quyền sống, tất cả chúng sinh mạng sống, tất cả chúng sinh đều cần cái sự im ái, cái sự dịu dàng. Không ai cần cái lời nói chắc chúa. Không phải bằng hành động thân đâu, mà ngay cả khẩu cũng vậy. Mình muốn người ta nói mình, cái lời nói nó nhẹ nhàng, cái lời nói nó ái ngữ, thì chúng ta cũng phải dùng cái lời nói ái ngữ, chứ không là dùng lời nói độc ác, thô tục, lời nói phím nhã, lời nói khó nghe. Chúng ta cần phải tránh. Kính thưa quý vị, chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nó tiếng nhẹ nhàng dễ ưa. Điều mà ta không muốn thì người khác cũng sẽ không muốn. Một lời nói tốt đẹp, một hành động tốt đẹp sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp. Một lời nói ác xấu sẽ đưa đến đau khổ vô cùng. Ở đây, với cái người tu tập, chúng ta thấy đây là một việc. Dĩ nhiên là một người tu thì chúng ta phải cần phải tu dưỡng, cần phải tu dưỡng cái đức tính từ tâm, là cái lý thứ nhất, cái đức tính kham nhẫn. Cái lý thứ hai, quý vị biết cái phe luật sư này, xin lỗi, cái phe nhóm 6 này đã làm như thế. Vì sao vậy? Bởi vì các vị lớn cũng như chúng ta, bởi vì chúng ta có tiền của hơn, có đầy đủ sức lực hơn, có cái khôn hơn, mà đôi khi chúng ta hành xử với cái người, với người khác bằng cách, tức là chúng ta đánh đập họ, chế giễu họ, hay là chúng ta khinh khi họ, đó tất cả là sai lầm.
hay chúng ta có sự phán đoán người ta như thế này, phán đoán phán quyết người ta như thế kia. Chúng ta đừng làm như vậy. Một người mà dầu cho có phạm một đại tội liên can đến hình luật, chúng ta đừng bao giờ phê phán họ. Bởi vì chưa biết, nếu như chúng ta gặp cái hoàn cảnh như thế, chúng ta có thể làm hơn họ cũng chừng. Ngay bây giờ thì chúng ta đứng trên cái nhìn của thiện tâm mà để chúng ta phê phán, chứ chúng ta không có đứng bằng cái nhìn, tức là thấy cái biết thương cho họ. Họ đang bị một cái đau khổ oán hờn và đang bị cái oan trái với nhau, cho nên họ làm như vậy. Ủa thật cuộc đời này nó rất là đắng cay. Đắng cay. Nhiều khi mình cứ cho rằng mình không chọc ghẹo họ, mình không có làm gì đến họ, mà tại sao họ ăn hiếp mình, họ hành hạ mình, họ chửi bới mình, họ mắng mình, hay họ nói xấu mình, họ ghét mình, vân vân. Hiểu biết được Phật Pháp thì chúng ta coi chuyện đó nó không chuyện là lạ. Bởi vì cái nghịch duyên với nhau, nó không có sự thuận duyên, thì chắc chắn rằng đủ điều, đủ chuyện, đủ thứ, đủ điều sẽ xảy ra. Không thể nào mà yên ổn, tốt đẹp được. Chúng ta phải nhớ như vậy. Không thể nào tốt được. Muốn tốt cũng không được. Bởi vì cái nghịch duyên. Tại sao người ta nhìn nhau, người ta rất là mến thương nhau, bởi vì cái đó cái hữu duyên. Mà tại sao người ta ghét mình, tại sao người ta hành hạ mình? Hiểu thứ nhân quả, đó chính là một cái nghịch duyên, một cái điều quan kết với chính họ. Nói như vậy, khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta mới né tránh được, và chúng ta mới không có trả đũa lại. Bởi vì lấy cái hận thù mà đối với cái hận thù thì nó đau khổ muôn kiếp ngàn năm. Mà chúng ta tha thứ, chúng ta biết buông bỏ thì mọi việc nó sẽ đi qua. Có nhiều khi quý vị biết, đang ngồi như vậy có con muỗi nó cứ cắn hoài, mình bực quá đi thì mình phủi nó. Có những lúc mình cắn không biết, thế mình phủi nó chết. Thì chúng tôi nghĩ, mình nghĩ đúng, mình tu nó khác hơn người ta. Một chuyện đơn giản thôi, là con muỗi thì nó khát máu. Chúng ta đuổi giết nó, chúng ta đập mũi hay là chúng ta triệt mũi, bởi vì chúng ta khôn hơn nó, bởi vì chúng ta mạnh hơn nó. Nhiều khi phủi xong nó chết, chúng ta mới hối hận, chúng tôi nghĩ thiệt là cái tình luôn. Tức bây giờ xem như mình đã gây một cái giết một chúng sinh. Giờ mình cứ nghĩ rằng không sao là chết, mà rồi nó có sao đâu quý vị. Cái mạng sống của nó cũng như bây giờ chúng ta phải cần cơm nước bánh trái cấp linh caro aharo để tồn tại, thì nó cần máu để tồn tại, nó sống chứ hoàn toàn. Đó là cái cách sống của nó như vậy. Hay con thú dữ nó ăn thịt người, mà chúng ta nghĩ rằng con này nó ác lắm, hay con rắn nó cắn chúng ta chết, thì chúng ta cho rằng là chúng ta giết những con này bởi vì nó làm người chết, là làm người đau khổ, vân vân. Có nghĩa rằng chúng ta muốn được sống, chúng ta muốn được yên, thì mọi loài khác thì nó không được yên. Cái tâm mà câu thúc câu chấp như vậy quá sai lầm. Cũng như cái điều mà dầu cho đúng hay dầu cho sai, dầu cho phải hay là không phải, mà khi người khác mang tới mình than trời trách đất, trời gần trời xa như thế này, tại sao tôi bị như thế kia. Nhưng quả thật không có tự nhiên mà như thế. Rồi một tai nạn tình cờ nó xảy ra tới với mình, mất đi tất cả, mất đi gia đình, mất đi tâm tư tình cảm, mất đi cái cuộc đời mình, cái cả cuộc đời mình, về sự nghiệp của mình, về cái công chuyện của mình. Chúng ta buộc
nhưng không phải tự nhiên mà nó tới như vậy. Nó cũng là cái nghịch duyên mà chúng ta phải trả quả. Chúng ta trả quả bởi vì sao? Không phải tự nhiên mà nó làm. Tại sao xe người ta cũng chạy trên đường đó mà tại sao người ta không lật mà mình lật? Tại sao người ta không gây ra cái tai nạn, tại sao mình gây ra cái tai nạn? Bằng nhiều cách, tất cả là do cái duyên, cái nghiệp của mình. Ngay cả mình đang đi đúng mà người ta ẩu, đâu gì thấy người ta chạy ẩu, người ta va vào mình, đụng vào mình, thì chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ cái lỗi đó là lỗi của nó. Cái lỗi mà trên pháp lý cuộc đời là đúng, nhưng cái lỗi của luân hồi, cái lỗi của nghiệp quả, đó là chính xác. Chúng ta phải trả bằng cách tức là bị đau thương, mất mát về thể xác cũng như tâm hồn của mình. Có những cái việc ác nó trả quả nhãn tiền, có những cái việc thiện nó trả quả nhãn tiền. Dầu cho là thiện là ác gì, khi chúng ta làm bằng thân hành động ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác, chắc chắn sẽ cho quả dị tục. Và cũng như thân lành, khẩu lành, ý lành sẽ cho quả dị tục tốt đẹp ở ngày sau. Người ta sợ đánh đập thì mình đừng bao giờ sợ đánh, mình cũng cảm thấy đừng đánh đập người ta. Có nhiều cái con người bị đánh đập, mang thương tật, có thể chết tại chỗ, hay chở tới nhà thương chết, hay là sau khi đến nhà thương rồi cũng chết, hay là sau khi đó về. Mà chúng ta biết khi mà tâm sân của mình nó sanh lên nó ghê lắm, mình nghĩ mới hành hạ người ta, đau đớn khi nào chúng ta mới thỏa mãn, vừa lòng. Mà thường thường chúng ta nhớ cái sự trả thù ở trong cái cách khủng khiếp, tức là sống thì đau đớn, mệt mỏi, nhức đau tột cùng, và chết không được yên ổn. Trước kia chúng ta nhớ thường thường mình, chúng ta đánh đó, đánh người ta đi, thì chúng ta nghĩ rằng đánh người ta không đau, người ta không sợ. Đánh người ta không đau á, thì người ta không khiếp, không sợ mình, hay không chừa, không bỏ. À, cái chúng ta định đặt như vậy. Cho nên khi cái sân tâm của chúng ta tới là quỷ diệt đối tượng, đánh đập cho tới khi nào người ta chết, từ trong quá khứ, hay là chúng ta bằng một cái sức mạnh mà chúng ta sát, chúng ta giết các chúng sinh khác, bởi vì mình có lực, có sức hơn, mình khôn hơn con thú đó, chúng sinh đó. Chúng ta làm như vậy là chúng ta đã tự sát, chúng ta đã tự làm cái sự đau khổ cho chính mình, và cũng như mang tới cho tha nhân. Trong cuộc đời này, kính thưa quý vị, không phải tự nhiên mà vậy. Cho nên khi mà nó trả quả cho chính chúng ta mà người khác hành hạ chúng ta, thì là một người hiểu biết Phật Pháp, không có than trời trên đất, mà chúng ta phải có sự kham nhẫn, chúng ta phải đối diện, chúng ta phải tu tập, phải dùng pháp kham nhẫn, chịu đựng. Và rồi cái gì rồi cũng qua, chắc chắn nó sẽ đi qua. Nó không thể nào hiện hữu ở trong mãi được. Cho nên khi chúng ta biết được như vậy, cái người biết nhân biết quả, có lòng tràm lòng quý, sợ cái đời sau, họ sợ cái quan trái, quan trái, mà thế là trả lại cái sự quan trái đó, nó rất là mệt mỏi. Cuộc sống chúng ta tự cho là đang yên ổn như thế này, nhưng có một kẻ thứ ba chen vào lộn đội hình trong chuyện gia đình, có một sự cố xảy ra, xem như
một phần mất mát, một phần đau khổ. Mình tự nghĩ là những kiếp của mình đâu có làm cái gì mà ác, mà tại sao nó sản sinh như vậy? Nhưng vốn chúng sinh là như vậy. Mình tự cho nghĩ rằng mình không làm cái điều gì, và thế từ đó mình đã hiểu sai. Không phải tự động mà mình bị, mà mình đã tạo từ tiền thân rồi. Đức Phật, chính Đức Phật còn trả những cái quả dị thù. Tiếng nó dư xót đó mà thật sự là đau đớn, thật sự là khủng khiếp, chứ đừng nói chi kiếp chúng sinh. Coi như là tội dày phước máu thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trả quả cái đau khổ gấp nhiều lần. Biết như thế thì mình không bảo người ta hành phạt, mà chính mình không hành phạt chúng sinh, mà cũng không bảo người khác hành phạt. Chính mình không giết chúng sinh, cũng không bảo giết chúng sinh, dù cho lớn hay nhỏ gì cũng vậy. Chúng ta nhớ như vậy đó. Thí dụ bây giờ chúng ta ghét kiến, ghét mũi, ghét rệp, chúng ta làm sao cho nó chết? Chúng ta suy nghĩ rằng bởi vì mình có cái quyền sống, những người đó không sống. Con rệp nó ở chỗ ẩm thấp và nó sanh trứng ra. Khi nó sanh trứng ra, bắt đầu nó hút máu mình. Mũi cũng như thế, nó trong sự ẩm thấp và nó xuất hiện nhiều cái con mũi, rồi nó cắn mình, rồi mình giết nó. Chúng ta thấy đơn giản, chỉ quẹt cái nó chết. Nhưng sự thật chúng ta đã tạo một cái động lực bất thiện, tạo một cái ác lớn. Bởi cho nên ở trong cái giới sắc sanh nó rất là hay. Chúng sinh có thức tánh tính giết, ráng sức giết, và chúng sinh đã chết vì cái sự bố sát cố quyết đó, xem như chúng ta phạm tội. Và cứ như thế là đã tạo một cái điều kiện giảm yếu thọ, bệnh hoạn của chính người đó. Chúng ta biết có những chúng sinh sinh ra trong cuộc đời đó, nó yếu thọ. Nếu không yếu thọ, họ sống đó, thì thân xác đau nhức, mệt mỏi. Đó là chính cái nghiệp của chính họ. Muốn chết cũng chết không được, sống cũng sống không, không an ổn. Thì đây do chính cái nghiệp như vậy, tức đánh đập người, hay là giết chết người, hay là giết chết chúng sinh, là mọi thứ mọi loài. Một điều rất là hay, cái điều mình đau đớn, cái điều mình sợ hãi ở trong lòng thì người khác cũng như thế. Không ai có quyền, có thể nói rằng không ai có quyền tự sinh sát. Không ai giao cho mình một cái quyền mà sinh sát được toàn quyền đánh đập giết chết người. Đó là sự thật, không ai có cái quyền đó. Hồi nãy chúng tôi nói, như nói mình đừng bây giờ mình nhìn họ bằng một cái sự đánh động, bằng một cái sự chê trách thậm tệ hay là mắng nhiếc. Tất cả điều chúng ta làm nó đều động lại hết, nó đều có một cái kết quả dị tục hết, của thân ác, khẩu ác và ý ác. Cái luân hồi nó vậy đó quý vị. Cho Đức Phật ngài bảo chúng ta phải tu để thoát khỏi cái khổ đau luân hồi, tu để thoát khỏi cái sự sanh tử, tu để chúng ta không còn phải bị một cái sự khổ đau trong cuộc đời này. Mà chúng ta đâu có biết rồi chúng ta đi đến đâu, chúng ta sẽ đi về đâu, và nó sẽ như thế nào. Tất cả chúng sinh sợ khổ, tất cả chúng sinh muốn được yên ổn sợ khổ, thì chính chúng ta cũng như thế đó. Mình không có quyền để giải quyết với chính họ, nhưng mình cũng không có quyền
bố cho ai cái gì cả, mà chính là do cái nghiệp, cái sự sống và cái chết, cái khỏe, cái mạnh. Mình có thể giúp đỡ trong khả năng, mình có thể giúp đỡ để cho họ giảm đau, giảm khổ trong hiện tại, như là họ thiếu cơm, thiếu áo, họ thiếu cái nơi ở vân vân, thì chúng ta có thể giúp được cái điều đó. Nhưng chúng ta không thể nào mà bảo tồn cho họ được một cái nghiệp riêng. Bây giờ chúng ta sợ mưa, sợ nắng, thì người khác cũng sợ mưa, sợ nắng. Chúng ta sợ cái sự nóng nực, khó chịu, bực bội, bực rứt, thì người khác cũng như thế. Cho nên có cần thiết phải gây cho nhau nhiều đau khổ? Nhưng ở đời này họ luôn luôn gây cho nhau nhiều đau khổ. Tại sao như vậy? Tại vì cái lòng tham dục của chính họ, họ muốn chiếm đoạt, họ có âm mưu, họ có nhiều cái quỷ độc kế sâu để nhằm chiếm đoạt được cái sự, cái vật đó cho chính mình bằng nhiều thủ đoạn. Thì kính thưa quý vị, tất cả những hành động đó đều để lên cái quả gì? Biết người khác khổ đau, tại sao chúng ta lại đi cướp giật họ, đánh đập họ? Đọc nhiều cái câu chuyện khủng khiếp, quý vị biết người ta mù, người ta đi bán vé số, đưa một cọc vé số thật, họ lấy, họ làm bộ dò chút xíu, họ trả lại một số vé số cũ, vé số đã dò xong. Rồi họ đưa, họ làm bộ cái họ lấy một vài tờ gì đó rồi đưa tiền cho chính họ. Người ta đã mù, nhưng có một số người lại ác như vậy. Rồi quý vị biết ra đời sau sanh ra bị người ta lường gạt, bị người ta gạt mình từ đầu cho đến đuôi, trùng trùng điệp điệp những cái khổ đau bị lừa gạt, không có chuyện đơn giản. Mình thấy tội nghiệp thật đó, nhưng cái quả của chính họ nó cũng thật sự là ghê gớm. Nhiều khi ta nhân danh người ta làm, người ta cướp bóc, người ta đánh đổ, người ta đập phá, hay người ta phá tan đi những cái niềm đau, xin lỗi, những cái điều hạnh phúc, những cái điều an ổn cho người, mà người ta nghĩ rằng lại là còn cười nữa, cười trên cái sự đau khổ, bởi vì mày ngu quá cho nên mày mới chịu. Quý vị biết có những người đã lừa gạt mà tội nghiệp có một số ít, người già cả lớn tuổi chuẩn bị cho chút xíu, gọi là cái chúng ta tạm gọi tức là tiền thuốc men của mình, hậu sự cho mình một chút xíu, tìm cách lừa gạt bằng cách này cách nào, họ mất trắng, họ cảm thấy bị khủng hoảng, họ cảm thấy không có chỗ, không có cái điều mà họ được hy vọng. Cũng chính do cái lòng tham ác của mình, cái dục tầm cầu của mình, dẫn đến mình phải làm nhiều cái điều sái quấy, lừa gạt, trộm cắp của chính người ta. Kính thưa quý vị, giữ chỗ này, Đức Phật nó khổ lắm. Chúng sinh hiện hữu trong cuộc đời này như vậy, sinh ra trong cuộc đời, cái người mà thiếu phước họ đã khổ, họ muốn đòi cái quyền bằng cái người được phước
và cái người thuận duyên. Mà nếu như không được thì họ sẽ dùng sức mạnh, họ sẽ dùng ngu sâu kể độc để lừa gạt, để phỉnh gạt, để chiếm đoạt. Đó là như vậy. Và chính vì vậy cho nên là rồi chúng sinh cao nhân tới khổ, cao nhân trị, rồi có sự người khác sẽ gạt, lừa gạt cho chính chúng ta. Rồi từng ở trong cuộc đời này như vậy đó, ai người này gạt mình gạt người này, ngày mai sẽ có người khác gạt mình. Bởi vì con người mình thiếu phước thì mình không có thể tránh né, mình không có thể làm khác được. Có một số người dùng cái sức mạnh, dùng cái lực lượng đông để đánh phá những người khác yếu hơn mình. 3-4 người đánh một người, hay là nhiều cái cách, cái điều mà chúng ta, nếu người biết là cho vay, ăn lời cắt cổ luôn. Người ta mượn chỉ một vài triệu bạc thôi, sau một thời gian nó sản sinh vài chục triệu. Ví dụ bây giờ chúng ta mượn chừng vài trăm đô la thôi, chỉ trong một thời gian mà nó sản sinh vài chục ngàn đô thì quý vị chịu nổi không? Thì bao nhiêu đó thôi, chúng tôi nói cho quý vị biết người ta đau khổ như thế nào khi cái sự nghèo khó đó bằng cái lời giới thiệu, bằng một cái lời mà dụ dỗ đó, nghe nó ngọt như đường cát mà nó mát như đường phèn vậy đó. Coi như là một người ân đến giúp ta. Nhưng cái thưa quý vị, họ như là một người thiên thần đến giúp chúng ta đang gặp khó, và trong một thời gian ngắn họ là ác quỷ đày đọa chúng ta. Đã mất tiền, mất của, mất cả nhà cửa, mất cả gia sản sự nghiệp của chúng ta luôn. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thử coi mình được thiếu thua kiểu đó, đời sau chúng ta sẽ như thế nào. Có những con người bị đánh, bị đập, càng ngày càng nặng nề hơn và đau khổ hơn, không phải tự động, chính là cái nghiệp duyên đó. Rồi kính thưa quý vị, đâu phải đơn giản. Chúng ta tự cho rằng là nó làm như vậy là xong cái nghiệp của chính, coi như mình, coi như là họ làm như vậy là xong sao? Thì chúng ta quan trái, chúng ta câu kết thì đời sau bắt đầu mình trả đũa cái hận thù đó, và thế là họ quan trái, thế là họ đối đầu chúng ta tiếp tục nữa. Cứ quan kết từ coi như con gà, con mèo, con chuột, và đến cuối cùng, kiếp cuối cùng cũng vẫn còn quan kết đến gặp Phật đó. Nó như thế nào thì chính cái cuộc đời này, cái chuyện mà chúng ta muốn sống, muốn yên ổn thì chúng ta phải tạo cho người khác yên ổn. Cũng như chúng ta muốn sống tốt đẹp thì người khác cũng muốn sống tốt đẹp. Người khác sợ chết, xin lỗi, mình sợ chết thì chúng sinh khác cũng sợ chết. Mình sợ đau thì người khác cũng sợ đau. Cho nên đừng giết, đừng bảo giết, đừng đánh, đừng bảo người khác đánh. Nó là một cái điều mà chắc chắn rằng tất cả chúng ta phải có tâm khám, phải có một sự thương yêu, phải có một sự hiểu biết.
Kính thưa quý vị, tu mất mát một chút xíu, chịu đau một chút xíu để xóa tan đi những cái ác nghiệp của chính mình. Bởi vì có những cái lậu hoặc phải do tu tập và phải do kham nhẫn chúng ta mới xóa được. Chắc chắn rằng mình hãy luôn luôn cố làm, chứ không thể nói cái miệng được, không thể nói cái lý được, mà chúng ta phải chấp nhận, chúng ta làm thôi. Nếu chúng ta có thể tạo làm một điều tốt cho người thì hãy cố mà làm. Thêm bạn bớt thù, chúng ta khen người ta đi hơn là chê người ta. Chúng ta nói cái lời nó êm dịu hơn là chúng ta nói cái lời chặt chúa. Sáng nay có một cái việc trong huynh đệ thôi, thì đó, lúc đó chúng tôi có một lời khen một vị sư huynh khác. Thì có một vị sư huynh khác đó lại là bắt chẹt chê cái vị sư huynh này. Thì tôi nói một lời, chúng tôi nói một lời rất là đặc biệt, chúng tôi nói một lời này: ai làm cuộc này cũng sẽ bị một cái khuyết gì đó, một cái điều thiếu gì đó, chứ làm sao mà hoàn mỹ được. Thì chúng ta hãy cố, chúng ta làm tròn đi. Xem như là nhẹ nhàng chút xíu thì nó phải khen người ta là một sự khích lệ, nó tiến hóa. Chứ không phải khen để mà hại người ta. Chứ nếu chúng ta chê thì người ta cũng buồn. Ngay lúc này, cái thời điểm người ta mới vừa làm cái việc đó xong mà chúng ta lại chê, đấy là sống chúng ta không biết. Đó cũng một cách vô tình, vô tình chúng ta làm tổn thương. Tại sao mình không khen mà mình chê? Cố sao mà kể dở quá, không biết gì hết trơn. Nếu như người ta mới lên kể, người ta dám cập đích là xa thú. Người ta không được đọc được 10 chữ, người ta đọc được 3 chữ, 2 chữ, xa thú. Tặng hoa cho người đi. Cô này, chú này, ông này đọc được rất hết trơn. Thở đời này dễ dạy thầy, cây dạy thở. Phải tập tành thôi, chứ không phải hay đâu. Thì hôm nay gọi là chúng ta chiến thắng, chúng ta tốt đẹp, thì chúng ta cũng đã thất bại nhiều lần. Có một cái câu nói mà thường chúng tôi cũng đã nói nhiều nhiều lần cho thấy lợi ích: có giấc ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mình cứ rắn hơn. Xưa và nay gọi là anh hùng thì đã từng thua. Người ta gọi là anh hùng, người ta cũng đã từng thua. Cho nên hôm nay bước lên được gọi là anh hùng. Hôm nay mình tin giới. Cái chuyện tu nó cũng như vậy đó quý vị. Nhiều lớp mình cũng đã thua, nhưng nó cũng sẽ được đó. Cứ tu kham nhẫn đi. Cứ tu từ tâm đi. Tức quá trời tức luôn, nhịn không được rồi nha. Nói ra như vậy cũng còn hơn chửi người ta. Thôi nghe tôi nhịn nhiều lắm cũng được, còn hơn là đánh người ta. Cái tu lệ này. Rồi mai mốt nghe. Lúc mình mới biết gọi là biết nghe, không có tư lượng, có phản ứng nhưng đều không có hành động là tốt rồi. Thì cái thú vị, có thể nói rằng ai cũng sợ, ai cũng muốn sống yên ổn, ai cũng sợ cái đau khổ, thì hãy tạo cho nhau sống tốt đẹp đi. Hãy chắp tay nguyện cầu thì tất cả bình yên. Bởi vì cái giá trị tu tập từ tâm mãi mãi là muôn thở, và tốt đẹp nhất là pháp cao thượng, là pháp tiến hóa. Chúng ta phải tu tập pháp từ tâm để tránh né và để ban trải
sự mát mẻ, sự an ổn người, và trước nhất là an ổn cho mình và cho người, thì chắc chắn chúng ta sẽ không sợ những cái đau khổ nhiều nữa ở trong tương lai, bởi vì mình không tạo cái nhân ác. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có được trình bày như vậy. Nếu có điều gì mà sơ tất kính toàn thể quý vị quan hỷ, tính dân và phúc là đỉnh đời đức thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở tại tứ gia của quý vị, chư vị giác tâm giác linh ở chân linh tại chùa, cũng như xin hướng nguyện phần công đức này đến cho thân mặt quyến thuộc của chúng tôi hôm nay, hướng nguyện cho thân phụ là hôm qua chúng tôi vừa mới làm cái phước cũng vừa trái tăng để hồi hướng cho thân phụ của mình, mong cho tất cả chúng sinh và thân phụ của những quyến thuộc chúng tôi quý vị được an đạt được thánh hóa trong Phật pháp, mong tất cả chúng ta được tu tập tốt đẹp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, sa thủ, sa thủ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài pháp cú số 130. Ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Sawatu sapam mangalang rakan tu sabbe devata sabbuddha nuha vena sada sati vantu te sawatu sapam mangalang rakan tu sabbe devata sabbadhamma nuha vena sada sati vantu te sawatu sapam mangalang rakan tu sabbe devata sabbasangha nuha vena sada sati vantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Dạ, đây qua ta sâm ti vi ha ra hoa si ni thi ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa ne thế ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha isara Sapana puta sukita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sam pawa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sappe pi dukkha san tu sangha yang tha tu ki rang sa dang tham mo Thamma thara cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha am he rat khan tu sắc thầm mô sắp bê bi thamma cha ri nô vút thêm sang ta phu ni ya ma thamma ri ya pa vê ni tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào, tạm biệt. Nghe pháp xin xuống mic.